buổi Chủ nhật kế đó, hai người con gái lớn của quan đốc phủ là cô Cẩm Tú và cô Cẩm Nhung, vợ nào chồng đó, đều tề tựu về đây để thăm cha cho biết nhà mới. Người con trai lớn với mấy đứa em cũng có ở nhà đủ mặt. Quan đốc phủ mừng lắm, dạy người dâu lớn đi chợ mua thịt cá bánh trái về dọn tiệc, để cha con ăn uống vui chơi với nhau một bữa. Đến chừng ăn cơm xong rồi thì cô Cẩm Tú là con gái lớn đầu lòng mới mở lời nói với quan đốc phủ. Thưa cha, con mới nghe nói từ hôm dọn nhà về đây mà ở, cha hay qua lại cái nhà một bên đây mà chơi hoài ha. Thưa cha đã trọng tuổi rồi mà cha lân la chỗ như vậy á, bạn bè trong nhà nó xầm xì, coi không được lịch sự, mà mấy đứa em nó cũng buồn nữa. Nếu cha có buồn á thì cha đi Đà Nẵng, cha đi Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc đi Đế Thiên, Đế Thích mà chơi, chứ chơi chi cái chỗ đó ha cha. Quan đốc phủ nghe con mình nói như vậy thì ngài nổi giận, đỏ mặt, trợn mắt và lên tiếng nói: Bây giờ mày tính dạy khôn tao phải không Cẩm Tú? Thưa con đâu có dám, con nói chuyện phải quấy trong nhà cho cha nghe, chứ con đâu có dám nói như vậy đâu. Đời bây giờ thiệt là đảo lộn rồi, cho nên con nó muốn dạy khôn cho cha nó. Ở lân cận thì phải làm quen với nhau, người ta là người đứng đắn tử tế. Tao lui tới nói chuyện chơi, tại sao tụi bay bắt lỗi tao? Thưa, không phải là con bắt lỗi cha, con nói là cha gần gũi người như vậy đó thì thiên hạ họ chê cười chứ. Tao chơi mắc mớ gì mà người ta chê cười, mà tại sao người ta lại chê cười? Lúc đó cậu Lê Như Tiên là con thứ ba của quan đốc phủ bèn tiếp lời với chị và đáp: Dạ thưa cha, con biết mấy người đó người ta không tốt đâu. Sao mà không tốt? Người ta giàu có, trang trọng, con dòng cháu giống. Sao tụi bay dám nói là người ta không tốt vậy? Dạ thưa, con biết rõ hai chị em cô đó chỉ là cái phường buôn hương bán phấn thôi, nhưng mà họ làm bộ, họ giữ tư cách cao, làm bộ quý phái để mà lột da người ta đó cha. Tụi bay, người ta như vậy á mà dám kêu là cái phường buôn hương bán phấn sao? Dạ thưa cha, cuộc đời này đó họ quỷ quyệt lắm. Cái tụi mà buôn hương bán phấn thượng lưu đó, nó cũng sắm nhà tốt, cũng sắm xe hơi, đeo hột xoàn, cũng làm sang trọng để nó hại người ta nhiều hơn đó cha. Bay phải biết đó, cô hai đó còn là cháu của một tri phủ hàm, chứ không có phải là đồ bậy bạ đâu. Dạ thưa phải, cổ là cháu của quan tri phủ hàm, mà con biết hồi trước á cổ làm cho một thầy ký lục ở xã Tây đó phải tự giận, rồi sau đó cổ làm một người máy chính phải tiêu hết sự nghiệp, phải trốn về Tàu. Bây giờ cha lui tới với cổ như vậy thì còn gì danh giá của cha nữa? Tao biết hết, tao làm quan tới tột bậc đã hai thứ tóc trên đầu, không lẽ nào tao ngu hơn tụi bay sao mà tụi bay phải dạy tao? Tao nghĩ lại thiệt là vô phước, từ nhỏ tới bây giờ tao khòm lưng chai đít làm cho có tiền mà nuôi tụi bay. Bây giờ nên dai nên dốc rồi, tao già rồi, phải hồi hưu, phải dưỡng lão trong ít năm rồi xuống lỗ. Tao buồn, tao kiếm người có lễ nghĩa đặng nói chuyện chơi cho giải khuây. Bay không vừa lòng to rập với nhau mà kiếm chuyện bắt lỗi tao hả? Tao hiểu rồi, bay thấy tao già không có làm mồi cho tụi bay được nữa, bây giờ tụi bay muốn đuổi tao đi mới kiếm chuyện vậy không? Tao không có cần tụi bay đâu, đừng có lấp lửng. Phận của tao tao biết tự xử rồi, đừng có lo tới tao, để rồi bay coi. Quan đốc phủ nói xong những lời oán trách như vậy rồi, ngài mới bỏ đi ra ngoài trước, chống tay lên lan can đứng buồn hiu. Mấy người con của ngài từ lớn đến nhỏ đều nhìn nhau nghẹn lời, không dám nói tiếng nào nữa. Đến xế, quan đốc phủ thay quần áo rồi kêu xe kéo mà đi. Mấy đứa con cũng không dám hỏi ngài đi đâu. Còn hai chàng rể thấy gia đạo xào xáo không có vui gì nữa, cho nên phải dắt vợ đi về liền.
Đồng hồ gõ 9 giờ, cô Ba Có và cô Hai Phục đang nằm tại bộ ván lót phía trong nhà để đọc báo. Thấy có một tờ báo đăng tin ông cựu nghị viên địa hạt Võ Phi Thành, là thân sanh của ông lực khoa cử nhân Võ Phi Hùng ở Cái Vồn, đã thất lộc. Cuộc tống chung cử hành ngày 24, rất long trọng. Cô Hai Phục hay tin đó thì cô thở dài lẩm bẩm. Té ra cậu bây giờ cũng mồ côi. Mồ côi cha mẹ như tôi vậy. Bà Có nghe cô nói như vậy thì châu mài. Kế đến nghe ngoài thềm có tiếng dài đi vô. Chị ta lồm còm ngồi dậy thì thấy quan đốc phủ thần y phục đàng hoàng, khăn đen áo dài xăm xăm bước vô trong cửa. Chị ta lật đật đứng dậy để mà đón chào. Cô Hai cũng ngồi dậy để chào mừng. Quan đốc phủ ngồi tại sa lông, bộ tướng nghiêm nghị, không nói pha lửng, không vui cười như mấy lần trước. Hai cô cứ ngồi bên ván mà coi nhật trình, chứ không qua sa lông mà nói chuyện với khách. Bà Có thì lăn xăng kêu bồi chế nước. Tới chừng chị ta thấy cô Hai vẫn ngồi riêng một mình, chị ta lên tiếng trách. Con Hai thiệt là tệ quá ha. Tôi mắc lo nước nôi, nó không thèm qua hầu chuyện với quan lớn chứ. Cô Hai thấy quan đốc phủ nhìn cô thì cô mới buông tờ báo xuống, bước qua sa lông mà ngồi. Bà Có vừa rót nước mời khách vừa nói. Chà, bữa nay quan lớn đi ăn tiệc ở đâu hay sao mà chừng này quan lớn còn bận đồ lớn vậy? Bây giờ tôi dẫn mấy đứa nhỏ ở nhà, tôi bỏ đi chơi từ hồi xế tới bây giờ. Tôi ghé dưới nhà hàng tôi ăn cơm xong rồi mới ghé luôn về đây đó chứ. Mấy cậu mấy cô làm đều trái ý quan lớn thì quan lớn quở trách rồi thôi. Quan lớn giận hờn chi? Quan lớn trọng tuổi rồi mà quan lớn giận á thì quan lớn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ rồi sanh bệnh đó. Cái thứ con đời bây giờ á, tụi nó bắt chước cái thói gì đâu không biết. Nó nói cái kiểu mà làm tài lanh khôn ngoan như là nó khôn lắm, làm mình chịu không nổi, làm sao mà không giận cho được. Bẩm quan lớn, đời nay á mấy cậu tân học, mấy cô thanh niên họ tự do lắm, họ muốn làm thế nào họ làm, họ không kể lễ nghĩa, họ không cần đạo đức gì hết á. Ê, cái phong trào như vậy mình phải chịu, phải nhắm mắt co tai mà để cho lượng sống nó đẩy đưa rồi nó tấp vào đâu thì hay đó. Chứ biết làm sao. Cô Ba nói như vậy cũng phải, rồi gặp cái đời khốn nạn như vậy chuyện quấy mà thiên hạ họ gặp nhau cho rằng phải, còn cái chuyện phải thì họ lại nói là quấy đi nữa. Nếu mà mình chỉ có một mình thì làm sao mà cãi lại cái đám đông, chèo xuôi mát mái đó là thượng cách. Ngặt gì mình nhắm mắt co tay để trôi theo lượng sóng thì sợ cái lượng sóng nào mà nó không đưa tới mình cái bờ xinh đẹp mà nó lại đẩy tới cái bờ mà khổ sở thì mới là kẹt đó chứ. Bẩm quan lớn lo xa quá à, tôi tưởng cái bờ bến đó còn xa. Người trọng tuổi như quan lớn hay là như tôi đây nè, chắc là không thấy được. Vậy thì mình chết rồi, lớn nhỏ họ gieo cái nhân nào á, họ sẽ hái cái quả ấy. Rồi kệ họ, quan lớn buồn giận chi cho nhọc trí quan lớn. Lời cô lửng thì thiệt là đúng. Đời này mình lo cho lắm cũng không có ân nghĩa gì, mà phải lo cho mệt. Tới nước mà con cái trong nhà mình lo cho nó rồi, bây giờ nó trở lại nó còn cho mình là ngu dại nữa chứ. Dạ bẩm quan lớn, nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước. Quan lớn làm quan đã thăng tột bực, nay quan lớn hồi hưu thì cứ lo an tâm nhàn tánh, thiện dưỡng tinh thần, làm cho chí quan lạc, trí thảnh thơi mà thôi. Hơi nào mà còn lo gia đình hay là xã hội nữa làm chi. Từ hồi chiều tới giờ tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà con tôi nó biết phải quấy thì không nói làm cái gì. Chứ bây giờ nó còn ra mặt tài khôn hơn tôi thì cần gì mà tôi phải lo cho nó nữa. Tôi muốn kiếm một người có đức hạnh, lại biết thương yêu kính trọng tôi để mà kết bạn trăm năm. Rồi sau đó kiếm mua một cái miếng vườn ở đâu trên Thủ Đức hoặc Lai Thiêu, cất một cái nhà sạch sẽ cao ráo, vợ chồng ở với nhau, trồng hoa quả đủ thứ, rồi trăng thanh thì thưởng hoa, lúc gió chiều
thì hai trai để mà say sưa cái thú ở thế gian, trang chứa tình cảm với nhau, coi danh lợi như mây bay, coi cuộc đời như một cái hí trường. Hai cô nghĩ thử coi, tôi có thể làm như vậy được hay không? Ba có nghe nói đã tin đến đây, thì liếc mắt nhìn cô Hai Phục, thấy cô chúm chím cười thì chị ta cũng mỉm cười và lên tiếng đáp với quan đốc phủ. Chà, cái cảnh mà quan lớn mới tả đó là cái cảnh phong lưu đệ nhất, ấy là cái cảnh bồng lai ở thế gian, sợ bậc Dương Hầu cũng khó mà tạo ra được á. Thiên hạ họ tạo ra không được á là bởi vì họ còn mê danh lợi. Còn phần tôi bây giờ chán ngán danh lợi rồi, cho nên tôi muốn làm vậy để cao hơn thiên hạ chơi vậy mà. Dạ, nếu quan lớn làm được như vậy á thì thiệt quan lớn cao hơn thiên hạ lung lắm mà. Ngặt gì cái cảnh quan lớn tạo ra thì dễ, còn người để giúp cho quan lớn nở lòng nở dạ mà thưởng cái cảnh ấy á, tôi sợ quan lớn khó kiếm chứ. Quan đốc phủ thần lúc này mới đưa mắt nhìn cô Hai Phục mỉm cười và lên tiếng hỏi. Bây giờ chẳng có cô Hai đây, tôi xin hỏi chẳng hai cô có chịu hợp với tôi mà tạo ra cái cảnh bồng lai như tôi vừa mới tả đó hay không vậy cô Hai? Dạ, bẩm quan lớn, phần em quê mùa hèn hạ, em không xứng đáng mà chung hưởng thú phong lưu ấy với quan lớn đâu. Ba có lúc đó lên tiếng tiếp lời. Bẩm quan lớn, con Hai nó ái ngại phải lắm. Người đàn bà mà được làm bạn với quan lớn thì phải một người vừa có đức nè, vừa có hạnh, vừa có sắc, mà phải vừa có tài mới được. Quan lớn muốn hỏi thử mà chơi, chứ con Hai Phục nhà tôi mà có xứng đáng gì đâu quan lớn. Không, tôi hỏi thiệt đó chứ. Cô nói khiêm nhượng chứ cô Hai sao lại không xứng đáng? Dạ, tại nó là gái đã có một hai đời chồng rồi. Quan lớn quên hay sao? Tôi nhớ chứ. Cô Hai có mấy đời chồng thì đâu có sao. Tôi đây cũng đâu phải là trai mới lớn lên hay sao. Tôi có tới 6 đứa con, tôi có cháu nội, cháu ngoại đủ hết. Nhưng mà mình muốn tạo cái cảnh gia đình nhàn hạ đó thì vợ chồng phải đồng tâm đồng chí thôi, chứ đâu có cần cái gì khác. Tôi gần gũi cô Hai hơn một tháng nay, tôi thấy tánh tình của cổ tôi mến, thấy sắc tài của cổ thì tôi thương, cho nên tôi mới tính chuyện trăm năm với cổ. Nếu mà cô Hai không phụ tình thì tôi nguyện hễ tôi còn sống trên thế gian này thì cô Hai sẽ được mến yêu kính trọng, sung sướng thanh nhàn luôn luôn. Mà trước ngày tôi chết tôi cũng sẽ lo liệu cho cô sung sướng tới mãn đời. Cô Hai Phục nghe ông nói thì vẫn ngồi trơ trơ, không trả lời, mà sắc mặt của cô cũng không lộ cái vẻ vui mừng chút nào hết. Bà có đưa mắt nhìn cô Hai, coi bộ bất bình lắm. Quan đốc phủ lại lên tiếng nói tiếp. Cô Hai, mấy lời tôi nói đó là lời vàng đá, chứ không phải là qua đường đâu. Nếu cô vui lòng ưng tôi, thì tôi làm hôn thú đủ phép, chứ không phải để cô núp lén mà xấu hổ đâu. Tôi tỏ thiệt gia đạo của tôi cho cô hiểu. Hiện bây giờ, ruộng đất của tôi mỗi năm có quê lợi lối 10.000 giả lúa. Tôi hưu trí, mỗi kỳ 3 tháng tôi lãnh được 480 đồng. Tính ra mỗi tháng là 160 đồng. Về tiền gửi ở trong băng, số tôi cho vay tính cũng được vài chục ngàn. Nếu tôi cưới cô rồi, thì tôi sẽ giao cái nhà tôi mua đó cho sắp con tôi ở. Tôi cũng giao hết cái số ruộng đất của mẹ tụi nó, đứng bộ cho tụi nó chia nhau mà hưởng quê lợi. Còn cái phần ruộng tôi đứng bộ, quê lợi 3.000 dạ, thì tôi sẽ giữ để xài. Tôi sẽ mua miếng vườn. Cô muốn chỗ nào thì tùy ý cô quyết định. Rồi tôi sẽ mướn cất một cái nhà để vợ chồng ở mà thưởng hoa thưởng nguyệt, khi ngâm phú, khi đờn ca, để quên hết chuyện đời, lánh xa danh lợi,
thoát cái dòng trần tục á, thì nó mới thú vị. Cô Hai Phục nghe ông nói thì cũng vẫn ngồi làm thinh. Bà có thấy vậy phải lên tiếng đỡ lời mà đáp. Dạ, quan lớn có lòng thương tưởng con hai á, thì nó mang ơn quan lớn lắm chứ. Ngặt là không biết mấy cô mấy cậu có chịu hay không. Ồ, tụi nó chịu hay không á thì kệ tụi nó. Tôi thuộc dân Pháp rồi, vợ tôi chết, tôi có quyền cưới vợ khác chứ, sắp con tôi lý nào mà cản tôi được. Nếu quan lớn liệu việc nhà được á, quan lớn muốn biểu con hai hiệp với quan lớn và tính cái chuyện phong trần trăm năm á, thì nó phải vâng lời quan lớn chứ đâu dám cãi. Tuy hồi trước á, mái chính ngành ở với nó thiệt là tử tế, nhưng mà mái chính ngành á là chợt khách, sự tử tế của y sao bằng cái tình tri ngộ của quan lớn. Ấy vậy hãy quan lớn cưới nó đó thì tự nhiên nó phải tận tâm mà phục sự quan lớn chứ. Quan đốc phủ nghe tới đây thì đắc ý vuốt râu, miệng cười ngõ nghẽm và lên tiếng hỏi cô Hai Phục. Sao nãy giờ cô không nói cái gì hết trơn vậy cô Hai? Tôi tính vậy mà cô có vui lòng hay không? Cô Hai Phục nghe nói thì do dự một chút, xong cô nhìn ngay quan đốc phủ và lên tiếng đáp. Dạ bẩm quan lớn, quan lớn có lòng thương em thì em cảm ơn quan lớn nhiều lắm. Ngặt gì em không thể vâng lời mà kết tóc xe tơ trăm năm với quan lớn được. Quan đốc phủ nghe nói thì chưng hửng, bà có cũng giận đỏ mặt, mắt ngó cô lườm lườm. Quan đốc phủ quay sang hỏi cô Hai một cách rất nhỏ nhẹ êm ái. Như vậy thì vì cớ nào mà cô chê tôi? Đâu cô nói thiệt cho tôi biết một chút coi. Dạ bẩm quan lớn, người đến bậc quan lớn mà em còn chê nổi gì? Chẳng những là em không dám chê, mà em nghĩ chẳng có chỗ nào chê được. Quan lớn tính cưới em, quan lớn làm hôn thú đủ phép, mà lại còn tính làm cho thân em sung sướng trọn đời. Em ưng quan lớn, em nhờ cái thơm lây mà em được cái sang trọng giàu có, làm sao mà em chê được? Nếu mà cô đã biết như vậy, tại sao mà cô còn dùng dằn không chịu ưng? Bẩm quan lớn, em không ưng quan lớn được là vì trời khiến em đã nặng tình với một người khác rồi. Nếu em mê sự giàu sang của quan lớn mà em ưng bướng quan lớn, em sợ ngày sau em không trọn đạo làm vợ được, rồi quan lớn thí ơn tri ngộ với em mà em lại đáp cái thói dọa giả dối với quan lớn. Dường ấy chẳng khỏi cái cảnh phong lưu tao nhã mà quan lớn tưởng tượng đó, nó sẽ thành cái cảnh ưu sầu sỉ nhục, càng hại hơn nữa. Em vẫn biết em tỏ thiệt cái lòng của em, tự nhiên quan lớn không vui, mà em nghĩ thà bây giờ buồn một chút rồi ngày sau khỏi buồn nhiều. Quan đốc phủ và cô ba có nghe mấy lời của cô Hai nói thì ngồi bí xị, cả hai đều uất ức. Người thì tức giận vì dở dang giấc mộng tình, kẻ thì uất ức vì bị phá hoại cái công phu gây dựng bấy lâu. Quan đốc phủ ngồi lặng thinh một hồi, rồi ngài đứng dậy từ giả mà ra về. Đến chừng ra đến cửa, ngài còn quay lại và nói. Nếu mà cô Hai đã nói như vậy á, thì tôi không còn lời gì để nói nữa. Tôi chỉ xin cô nên nhớ rằng tôi luôn sẵn lòng chờ cô. Ngày nào nếu cô đổi ý á, thì cô cứ cho tôi biết. Dạ, em cảm ơn quan lớn. Nãy giờ ba có giận tím cả gan ruột, nhưng vì có quan đốc phủ ngồi đó, chị ta không thể nào phát tiết cái giận ra được. Bây giờ chị thấy cô Hai đứng một mình trước mặt chị ta thì dằn không được nữa, lửa giận phừng phừng, quên hết lễ nghĩa tao nhã, cho nên xỉ tay vào trong mặt cô Hai và lên tiếng nói. Phục ơi, mày là cái đồ ngu mà. Tao nghĩ lại thiệt uổng công tao nuôi dạy dỗ mày không biết là chừng nào. Phải tao dè như vậy á, thì ngày trước á, tao có đem về nuôi dưỡng làm gì? Tao để cho mày đi ăn mài đi. Đồ khốn nạn mà. Mình ra công sách đặt đặng cho nó làm bà đốc phủ, chừng được rồi á, nó lại xô một cái, làm cho hư hết công nghiệp của mình à. Cô Hai Phục lúc này buông người, ngồi lên trên cái ghế, vừa khóc vừa đáp. Chị ba, xin chị ba tha lỗi cho em. Vì cái tình của em đối với cậu Hai Hùng nặng quá.
dù cho em được làm bà vua đi nữa, em cũng không đành bỏ cậu đâu chị. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, thiên hạ đều giả dối hết thảy á. Thói đời và lòng người chẳng có chút gì là thiệt hết. Ấy vậy mà không có thương ai hết á. Bởi vì có ai thương mình thiệt đâu mà thương họ. Tao đã dặn như vậy rồi, mà sao mày còn thương cái thằng điếm đó chứ? Tại trời khiến như vậy, chứ em biết làm sao. Ví như cậu Hai Phục phụ bạc em, thì có lẽ em mới quên được cậu. Chứ cậu còn quyến luyến với em, thì làm sao mà em bỏ cậu lấy chồng khác cho đành được chị? Bà có nghe nói như vậy thì lắc đầu, ngồi dựa ngửa trên cái ghế cabinet và lên tiếng than. Ai ơi, cái hy vọng của tôi đã tan rã hết rồi. Ơi, cái thế gian này tôi còn cái mục đích nào đâu. Chị ba, xin chị tha lỗi cho em mà. Tại vì cái tình của em nặng quá, chứ không phải em cố ý nghịch với chị đâu. Bà có ngồi yên suy nghĩ, nước mắt chảy rưng rưng. Cách một hồi lâu, chị ta thở dài và cất tiếng buồn rầu nói. Vậy mới biết mỗi người đều có cái mạng số riêng. Cái mạng của em phải lụy về ái tình, dù làm thế nào cũng không có tránh khỏi được mà. Chị thương em, chị hết sức lo cứu em, mà cứu không được thì thôi, chứ biết làm gì giờ. Cũng vì lo cứu á mà mấy năm qua mang tội ác nghiệp với đời nhiều lắm. Đã biết thiên hạ ở ác nghiệp với mình trước, nên chị mới mượn tay em đặng trả nhiều. Bởi vậy chị ăn năn hết sức vậy đó. Thôi, tưởng từ rày á, chị phải tu mới được. Tu trước làm sao tiêu hao các tội ác nghiệp của chị mấy năm nay, sao cho khỏi thấy thân em lụy về ái tình ngày sau nữa. Cô Hai nghe nói như vậy thì cô cũng cảm động quá, cho nên cứ khóc rắm rứt hoài. Cách ít ngày sau, ông cử Võ Phi Hùng mặc đồ tang đến nhà thăm cô Hai Phục. Hai người nói chuyện to nhỏ với nhau một hồi lâu, rồi ông cử mới từ giã mà ra về. Cô Hai trở vô buồng mà trang điểm, rồi lên xe hơi mà đi. Bà có không hỏi cô đi đâu, nhưng mà chị ta đứng ngó theo mà mặt mày coi buồn bực lắm. Đến khuya cô Hai trở về nhà, người bồi ra mở cửa. Cô bước vô nhà, không thấy cô ba có đâu cả. Cô hỏi người bồi, mới hay là hồi chiều ba có đã dọn hết quần áo vô vali, rồi kêu xe kéo mà đi. Không nói là đi đâu, mà cũng không nói là đi chừng nào mới về. Hội đồng Võ Phi Thành không phải là nhà cử phú. Ông ở nhà thờ là một cái nhà ngói cũ mềm, cắt theo kiểu xưa, rộng mênh mông mà thấp tối mò. Sự sản của ông thì chỉ có 40 mẫu ruộng hương hỏa. Ông ăn quê lợi với 150 mẫu ruộng phần thực của cha mẹ chia cho ông hồi trước. Mà bởi vì ông chơi bời bài bạc nhiều quá cho nên mắc nợ hơn 30.000 đồng. Ông trả không nổi. Chủ nợ kiện thi hành phát mãi hết 150 mẫu ruộng của ông đứng bộ. Tuy hai người em của ông ra trước tòa đấu giá mà mua ruộng đó lại, mà Phủ Tăng mua 50 mẫu, thầy Cây Tổng Lung mua 100 mẫu, và hai người có hứa sẽ để lại cho ông làm ăn, nhưng mà bởi vì ông buồn rầu quá cho nên mang bệnh mà chết. Ông cử Võ Phi Hùng tống tán cha xong rồi, ông kiểm điểm lại gia tài thấy chẳng còn gì hết, chỉ ở cái nhà thờ góp quê lợi 40 mẫu ruộng hương quả để cúng quải ông bà mà thôi. Sự nghiệp đó không xứng đáng với tài học của ông, mà cũng không giống với cái ý của ông tưởng thuở giờ. Bởi vậy ông bối rối, ông lên tuốt Sài Gòn than thở với cô của mình là bà Phủ Tăng, rồi mới đi kiếm cô Hai Phục mà tâm sự. Bà có thì đã đi biệt tích, mà cô Hai Phục không muốn ở gần quan đốc Phủ Thần nữa, cho nên cô bàn tính với ông cử Hùng mướn một căn phố lầu ở đường Đất Đỏ, phía sau có nhà để xe hơi, rồi mới dọn về đó mà ở. Ông cử Hùng òn ỉ với vợ chồng ông Phủ Tăng, mượn 1.000 đồng bạc, nói mượn đặng mở phòng làm phó trạng sư. Vợ chồng ông Phủ Tăng sẵn lòng muốn giúp cho cháu lập thân, cho nên nghe cháu hỏi thì cho liền, không do dự chút nào hết. Nhờ số tiền đó cho nên ông cử Hùng về ở chung với cô Hai Phục. Ông khỏi bỡ ngỡ, hổ thẹn. Ông mướn thợ làm một tấm bản đồng khắc chữ Võ Phi Hùng, lực khoa cử nhân, biện phòng sự.
để đóng trước cửa. Ông đăng lời rao trong nhật trình mà khuyên đồng hương ai muốn kiện cáo điều gì thì cứ đến ông sẽ giúp cho. Ông lại xin phụ bút với một tờ nhật báo, ông viết một bài luận về hoàn cầu thời sự. Ông cử Hùng ở với cô Hai Phục tình như vợ chồng, mỗi buổi chiều ngồi chung xe hơi đi chơi, có đêm thì dắt nhau đi xem hát bóng, hoặc ra nhà hàng ngồi uống rượu, không e lệ, không núp lén gì hết. Bà Phủ Tăng thấy nhà của anh mình suy sụp, mà bây giờ cháu mình học giỏi có bằng cấp cử nhân, thì bà có ý muốn kiếm con gái nhà giàu cho sang trọng để làm mai, đặng cháu mình nhờ nhỏi sau này. Bà chưa tìm được, kế thì bà nghe ông cử Hùng đã nhập với cô Hai Phục, thì bà giận lắm, tỏ ý muốn đòi cái số tiền cho mượn và không thèm nhìn đến cháu nữa. Ông Phủ phải theo can gián bà, ông nói rằng có lẽ tại căn duyên ông trời định cho nên hai trẻ trước kia quen nhau, bây giờ mới hợp với nhau. Huống chi cô Hai Phục bây giờ thì cũng có bạc môn, dầu kết duyên với cử Hùng thì nghĩ cũng không có thua kém gì. Bà Phủ nghĩ cũng là người thờ thần kim tiền như chồng, cho nên nghe chồng nói như vậy thì bà cũng cho là phải. Nhưng mà bà muốn cháu bà có vợ giàu hơn nữa, cho nên bà vẫn không hết giận và nhất định không đến nhà cháu. Ông cử Hùng và cô Hai Phục ở với nhau thật là tâm đầu ý hợp, trai say đắm bởi tình sâu thẳm, gái thì quên cái thói bạc bẽo ngày xưa. Có đêm đương yêu vì sắc, đang mặn vì tình, ông cử nhắc lại chuyện cũ, rồi ông mới hỏi thăm cô Hai về sự con cái ngày xưa. Bây giờ thì cô không còn phiền trách gì nữa, bởi vậy cô mới kể lại hết việc cũ cho ông cử nghe. Cô nói cô sanh con trai, nhưng lúc ấy cô phiền vì ông cử bạc bẽo với cô, cho nên cô không thèm kể đến con. Cô nghe lời ba có mà đổi con với một người giàu ở miệt vườn, lấy 1.000 đồng bạc. Cô không biết người giàu đó tên gì, nhà cửa ở đâu, mà cô cũng không biết hồi đó cô đặt tên cho con của cô tên là gì. Còn đứa con gái của người ta mà cô bồng về thì ít bữa sau, ba có đã đem cho nhà mồ côi ở bên Tân Định. Từ đó đến nay cô không thấy mặt nữa, cho nên cô không biết là còn hay là đã mất. Nếu ông cử Hùng có ý muốn tìm con thì bao nhiêu lời đó thì có lẽ ông cũng đã tìm ra được nếu ông muốn. Ông hỏi cho kỹ lại mà xem cô Hai Phục sanh ngày nào, rồi ông vô chợ lớn mà coi bộ khai sanh, dọa hết những người sanh con gái ngày đó tại nhà báo sanh thì ông sẽ phải tìm ra. Nhưng mà bởi vì ông chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi, chứ không có ý tìm con, cho nên câu chuyện xưa tới đó thì dứt, hai đàn cũng không ai lưu tâm về cái chuyện đó nữa. Tuy ông cử Hùng lo làm việc không ngừng nghỉ, ông lại mưu tính thế này, ông tính cách nọ, đủ cách nhưng cũng không làm ra được nhiều tiền. Nhưng mà số tiền ông làm ra lại không bằng cái số tiền ông ăn xài. Bởi vậy trong vài tháng thì 1.000 đồng bạc của vợ chồng ông Phủ Tăng đã bay hết. Đã kết vợ chồng thì không còn gì riêng tư nữa. Cô Hai Phục có 1.000 đồng vốn, hễ hụt tiền xài thì cô chăm vào. Trong ít năm 1.000 đồng bạc đó cũng bay luôn. Rồi cái xe hơi cũng tiêu, rồi những cái nhẫn hột xoàn dần dần cũng phải cầm bán luôn. Vợ chồng chung chạ trót 12 năm, khi vui, khi buồn, có lúc dư xài, có khi thì túng thiếu. Những tài vật cùng nữ trang của cô Hai Phục bây giờ chỉ còn có đôi bông tai hột xoàn cô đeo là dấu tích ngày xưa của cô mà thôi. Tuy vậy mà cô không tiếc, không phiền. Cô nghĩ miễn sum họp với chồng, dầu hột muối cũng phải cắn làm hai để chia cho nhau, thì cô cũng vui trong lòng. Thank you.